Hello, xin chào cả nhà. Em lên hai con đồng hồ điện tử nha. Con này là LED weather của Đức. Đó, cả nhà thấy không? Biểu đồ nè, thời tiết nè, còn Casio phi thuyền nè. Đó, sản xuất Thái Lan nha. Đây, switch sensor, sensor là cảm biến, switch là Thụy Sĩ nè. Có cái cục nè. Thì con này là điện tử có đo nhiệt độ nha, thời tiết. Rồi, độ cao nước biển nè. Áp khắp khí quyển nè. Còn đây là la bàn nha. Chỉ hướng nào ra hướng đó. Đầy đủ chức năng, có hai báo thức. Bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, giờ song song, đèn xanh nha, size 47. Đây còn đây Casio phi thuyền thể thao nha, bấm giờ thể thao nè, chạy nè, lịch sử nè, đếm ngược thể thao nè, xem giờ thế giới nè, báo thức. Báo thức, báo tiếng. Lịch vạn niên nha, sai ngang 45. Rồi, xin chào cả nhà nha.